hướng tới kỷ niệm 49 năm ngày đất nước thống nhất. Tại thành phố Quy Nhơn, Hội Văn học nghệ thuật Bình Định đã tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu Xuân Giáp Thìn 2024. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh đã đến dự. Tại buổi gặp mặt, nhà thơ Mai Thìn, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Bình Định, báo cáo kết quả hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Những thành tựu nổi bật trong sáng tác, phổ biến tác phẩm của anh chị em văn nghệ sĩ Bình Định. Trong năm qua, Hội Văn học nghệ thuật Bình Định đã kết nạp được 14 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 368 người. Nhiều hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành trung ương, nâng tổng số lên 114 hội viên sinh hoạt tại các hội chuyên ngành trung ương. Thông lệ hàng năm thì Hội Văn học Bình Định thì được sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy. Năm nay thì Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định tổ chức cái cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu để cho cái tạo cái dịp cho lãnh đạo tỉnh rồi lãnh đạo các sở ban ngành liên quan gặp gỡ với các cái văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh sau một năm hoạt động với nhiều cái thành tích và cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui của một năm hoạt động và những cái kinh nghiệm sáng tạo văn học nghệ thuật và là dịp để cho lãnh đạo tỉnh và các cái ban ngành trao đổi với anh chị em văn nghệ sĩ chúc mừng những cái thành tích của anh chị em văn nghệ sĩ trong năm 2023. Đặc biệt đầu tháng 3 vừa qua, tỉnh Bình Định có 8 nghệ sĩ được nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, gồm nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Đình, nguyên giám đốc nhà hát tuồng Đào Tấn, nên là nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, nguyên phó chủ tịch phụ trách Hội Văn học nghệ thuật được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Nghệ sĩ ưu tú Võ Thị Tuyết Mai, nguyên diễn viên đoàn tuồng Đào Tấn, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh được truy tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. 6 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú gồm Phạm Văn Rõ, nghệ danh Hoài Tâm, Dương Nữ Thùy Dung, Nguyễn Phương Phú, đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh, Mai Ngọc Nhân, Trần Thị Gái, nghệ danh Thu Thẩm, Nguyễn Đức Thành, đoàn tuồng Đào Tấn. Cái mà vinh dự nhất được Đảng và Nhà nước trao tặng thì tôi cho rằng là như thế là Đảng và Nhà nước cũng hết sức quan tâm đến anh em văn nghệ sĩ. Được thành quả này, tôi cho rằng là một điều vinh dự và cao quý nhất đối với bản thân, cũng như gia đình, cũng như tỉnh nhà. Và tôi thấy rằng là cái kết quả này, trước hết cho tôi được tri ân nghiệp tổ và các thầy, cộng đến là tri ân và biết ơn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân Bình Định đã ưu ái, cưu mang, đùm bọc và dành cho tôi có ngày hôm nay. Xin được cảm ơn anh em văn nghệ sĩ cả nước đã chứng kiến và mừng cho thành quả mà bản thân tôi đã phấn đấu suốt cả cuộc đời cho đến hôm nay. Nhận được vị trí cao quý này, tôi càng thấy thêm trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với sự nghiệp bảo tồn và chấn hưng văn hóa dân tộc. Với trách nhiệm là một đạo diễn và tình cảm của một người đã suốt đời cống hiến cho sự nghiệp của sân khấu truyền thống, thì tôi cảm thấy mình cần phải có sự nỗ lực hơn nữa và trách nhiệm cao hơn nữa đối với sự nghiệp trong những giai đoạn mới. Hôm nay tham gia vào cái buổi gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu của tỉnh thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự. Không những vinh dự một lần, hai lần mà tôi cũng đã nói rằng là vinh dự gấp ba lần, bởi vì lần thứ ba tôi được mới được xét nghệ sĩ ưu tú thì tôi vinh dự ba lần như thế và rất là vui và hạnh phúc. Hôm nay thì đến các cô chú, các nghệ sĩ nhân dân, những cái thế hệ tiền bối ngồi tại đây nữa, thì bản thân mình là những thuộc thế hệ trẻ sau này thì cũng thấy rất vui và rất là ấm lòng khi thấy
toàn bộ các nghệ sĩ ngày hôm nay có mặt đầy đủ để mà đón nhận một cái niềm vui như thế này. Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức Hội thơ Nguyên Tiêu Giáp Thìn. Chương trình đêm thơ với chủ đề Âm điệu mới trên quê hương với nhiều tiết mục trình diễn thơ đặc sắc, phản ánh sinh động những nội dung về mùa xuân, tình yêu, tôn vinh các giá trị thơ ca Bình Định từ truyền thống đến đương đại, khơi dậy niềm tự hào về đất nước và con người Bình Định. Ngoài đêm thơ, chương trình hội thơ còn diễn ra các hoạt động khác như trưng bày ảnh nghệ thuật, trưng bày cờ thơ, trưng bày giới thiệu chân dung, tác phẩm các nhà thơ bàn thành tứ hữu, chương trình giao lưu thơ của chi hội văn học với học sinh và công chúng yêu thơ, trưng bày giới thiệu tác phẩm của hội viên, trình diễn thư pháp và cho chữ mừng xuân, thu hút đông đảo hội viên và người yêu thơ đến dự. Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp cùng Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả tác phẩm văn học Bình Định, trưng bày các ấn phẩm, sách xuất bản của hội viên vào ngày 22 tháng 4 tại Trường Đại học Quy Nhơn. Buổi giao lưu đã giúp cho sinh viên nhà trường tiếp nhận nhiều thông tin bổ ích về văn học Bình Định và những cảm hứng, niềm đam mê trong việc đọc sách và sáng tạo tác phẩm văn học. Hội đã xuất bản tuyển tập thơ Nguyễn Thanh Xuân, tác giả Nguyễn Thanh Xuân, hội viên chi hội văn học đã quá cố, và tập thơ Linh Giác Trắng của tác giả trẻ Trần Quốc Toàn, hội viên chi hội văn học. Đây là hai tập thơ được Hội đồng Văn học Nghệ thuật thống nhất đề nghị Thường trực Hội hỗ trợ theo quy chế chi tiêu hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật giai đoạn 2021-2025. Trong năm qua, có 11 đầu sách của các hội viên chi hội văn học tự xuất bản. Riêng nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ xuất bản một năm 3 tập sách. Hội viên Trương Công Tưởng đạt giải tác giả trẻ của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2023 với tập thơ Ta thương người lắm mà không nói. Hội viên Vân Phi được tặng thưởng tác phẩm thơ 2023 của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Có hai hội viên chi hội văn học Phạm Hữu Hoàng và Trương Công Tưởng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay thì là nó có cái sự gắn kết với nhau giữa các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là những cái người mà đã được chọn lọc ra trong cái số hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật của tỉnh, và những cái người mà viết văn làm thơ của Bình Định. Gần đây thì là mới phát triển thêm được hai hội viên, tức là nhà văn Phạm Hữu Hoàng và nhà thơ Lê Công Tưởng. Thì nhà văn Phạm Hữu Hoàng là cái người viết về từ cái cảm hứng của lịch sử, viết nhiều về những cái chuyện về lịch sử. Còn là Trương Công Tưởng là một cái nhà thơ trẻ, là mới tham gia vào cái lĩnh vực sáng tác trong những năm gần đây, nhưng mà là có sự nổi trội và được kết nạp vào Hội Nhà văn, thì làm cho cái chi hội Nhà văn Việt Nam của tỉnh Bình Định nó khởi sắc hơn, và bây giờ là nó đã lên đến trên 10 người, được 13 người. Về mảng văn nghệ dân gian, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đã tổ chức thành công buổi tọa đàm về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chùa Bà – Cảng thị nước mặn vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, với 8 tham luận làm nổi bật những giá trị của di sản và đề ra nhiều giải pháp góp phần bảo vệ và phát huy di sản. Tọa đàm về chủ đề Thành phố Quy Nhơn xưa và nay dưới góc nhìn lịch sử văn hóa vào ngày 10 tháng 9 năm 2023 với 13 tham luận đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến lịch sử và văn hóa Quy Nhơn cả xưa và nay, đồng thời gợi mở thêm nhiều đề tài cần được nghiên cứu trong thời gian tới. Mục đích của cái việc tổ chức đó là để làm tái khẳng định, làm rõ hơn cái giá trị của lễ hội Chùa Bà nước mặn mà đã được
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia. Đồng thời qua đó là có những cái phương án để mà bảo tồn, tôn tạo và phát huy được tốt hơn cái lễ hội của chùa Bà Nước Mặn. Nhiều hội viên chi hội văn nghệ dân gian tích cực đóng góp bài vở cho tạp chí văn nghệ của hội, có bài viết về văn hóa văn nghệ dân gian trên các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Hội viên Giang Danh đoạt giải khuyến khích năm 2023 và hội viên Trần Xuân Toàn nhận bằng khen của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Về nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định đã tổ chức tổng kết cuộc thi ảnh nghệ thuật Bình Định Những Sắc Màu. Ban tổ chức chọn 75 ảnh để triển lãm và trao 11 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích. Triển lãm diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 tại khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham gia triển ảnh lần này tôi may mắn đạt được giải nhất của cuộc thi với bộ ảnh Mẹ con cá voi xanh mồi trên biển Bình Định. Bộ ảnh này trong một lần tình cờ tôi đi chơi ở vùng biển Đề Di Bình Định và vô tình bắt gặp được cá voi, sau đó tôi về chuẩn bị máy móc và thực hiện bộ ảnh này trong vòng 16 ngày. Bộ ảnh này nội dung là về tình mẫu tử của mẹ con cá voi khi cá voi mẹ huấn luyện cá voi con xanh mồi nhiều ngày trên biển. Tôi rất là vui mừng khi đạt được giải nhất của cuộc thi và hy vọng trong những năm tiếp theo có những nhiều cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh để cho những người đam mê nhiếp ảnh cũng như nghệ thuật được tham gia. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định cũng đã tổ chức thành công tọa đàm Nhiếp ảnh Bình Định trên hành trình hội nhập nhân kỷ niệm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam với 13 tham luận của các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đã làm nổi bật những kết quả lớn của nghệ thuật nhiếp ảnh Bình Định chặng đường qua và đề xuất nhiều ý tưởng mới cho nhiếp ảnh trong thời gian tới. Về âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đã tổ chức chương trình giao lưu ca khúc cách mạng Khúc ca Người lính vào ngày 30 tháng 3 tại Trung đoàn Bộ binh 739 nhằm giới thiệu và phổ biến các tác phẩm âm nhạc viết về truyền thống bộ đội Cụ Hồ của các hội viên. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đêm nhạc giới thiệu tác giả tác phẩm chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh. Đêm nhạc góp phần giới thiệu tác phẩm mới của các nhạc sĩ Bình Định đã đoạt giải thưởng trong 2 năm qua đến với công chúng. Đầu tháng 3, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức đêm nhạc Khúc ca Người chiến sĩ biên phòng, giới thiệu nhiều ca khúc đặc sắc về người chiến sĩ quân hàm xanh. Chi hội âm nhạc Bình Định là nơi quy tụ của gần 60 nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công, là những hạt nhân chủ chốt của các đơn vị nghệ thuật chuyên và không chuyên của toàn tỉnh. Sau đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Văn học Nghệ thuật, Chi hội âm nhạc Bình Định được củng cố tổ chức và đã tổ chức nhiều cái hoạt động, những cái chương trình biểu diễn, giới thiệu tác giả tác phẩm đến với đông đảo công chúng như là ở các trường cao đẳng, ở trong cái lực lượng vũ trang hoặc là ở các cái sân khấu lễ hội lớn của tỉnh. Ngoài ra, các ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc công của chi hội thường xuyên tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của tỉnh, tham gia các đợt hội diễn liên hoan nghệ thuật của trung ương và địa phương, tạo nên những thành công cho nền văn học nghệ thuật của tỉnh. Hy vọng trong năm 2024 này thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của Hội Văn học Nghệ thuật thì âm nhạc Bình Định sẽ có những cái bước đột phá khởi sắc hơn, sẽ có nhiều tác phẩm, nhiều chương trình có chất lượng tốt, đáp ứng mong mỏi cái sự nhu cầu thưởng thức của khán giả tỉnh nhà và nhằm chúng tôi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương trong hai năm 2024-2025. Về sân khấu, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định đã hỗ trợ chi hội sân khấu phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu nghệ thuật hát bội Bình Định vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại trường.
Bên cạnh đó, Chi hội sân khấu đã tổ chức biểu diễn các trích đoạn tuồng, đoạt huy chương, giải thưởng cao tại các liên hoan, cuộc thi sân khấu toàn quốc, chương trình nghệ thuật vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2023. Trong dịp Tết Giáp Thìn, các nghệ sĩ diễn viên của đoàn ca kịch Bài Chòi Bình Định và đoàn tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh cũng đã có nhiều đêm diễn phục vụ người dân tại các huyện thị trong tỉnh và được hưởng ứng nhiệt tình. Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt đầu xuân, đại diện văn nghệ sĩ các chuyên ngành cũng đã chia sẻ niềm vui, những tâm tư nguyện vọng, định hướng sáng tác, đồng thời bày tỏ mong mỏi sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong hoạt động sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật. Cô rất là vui, rất là diễm phúc, bởi vì cứ đầu xuân hàng năm như thế này là các anh lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp trên tổ chức một cái cuộc gặp mặt cho văn nghệ sĩ thì để mà anh em bạn bè rồi gặp nhau trao đổi tay bắt mặt mừng. Chứ thật ra mà nói thì cô thì cũng đã về hưu rồi, thì cứ mỗi cái đợt như thế này thì cô rất là vui, rất là diễm phúc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Văn học Nghệ thuật trong năm qua. Đặc biệt, những thành tựu nổi bật trong sáng tác phổ biến tác phẩm của anh chị em văn nghệ sĩ Bình Định, chung tay phát triển nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà, hòa trong dòng chảy văn học nghệ thuật cả nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Vâng, trong năm 2025 thì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có ban hành cái kế hoạch chào mừng cái 50 năm ngày đất nước thống nhất. Thì trong đó thì đã có cái quy định rõ, thông báo rõ các cái hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định. Thì trong đó thì hội sẽ tổ chức cái hội thơ nguyên tiêu, giới thiệu các cái gương mặt tiêu biểu trong suốt 50 năm kể từ ngày quê hương được thống nhất, đất nước được thống nhất. Và tiếp theo đó thì sẽ có một cuộc thi nhiếp ảnh giới thiệu về quê hương đất nước con người Bình Định trong suốt chặng đường 50 năm thống nhất đất nước. Đấy. Và ở cái mảng văn học thì sẽ có một cái tọa đàm về chặng đường 50 năm văn học Bình Định. Đấy. Kể từ khi đất nước thống nhất. Thì ở cái mảng âm nhạc thì các nghệ sĩ sẽ chuẩn bị một cái chương trình giao lưu âm nhạc, giới thiệu các cái ca khúc được chọn lựa, những cái ca khúc tiêu biểu nhất về quê hương Bình Định được chọn lựa từ các cái sáng tác của các nhạc sĩ tỉnh nhà trong cái giai đoạn 50 năm ngày đất nước thống nhất. Cũng kèm theo đó thì các hoạt động khác như là cái triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thì kỳ này thì Bình Định sẽ đăng cai và tổ chức giới thiệu các cái tác phẩm mỹ thuật của các cái nhà mỹ thuật, các cái điêu khắc gia trong khu vực về Bình Định tổ chức triển lãm trong dịp 2025. Ngoài ra thì có nhiều cái hoạt động khác để tạo nên cái không khí chào mừng ngày quê hương được chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước. Về những ý kiến của văn nghệ sĩ tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xin ghi nhận và báo cáo lãnh đạo tỉnh có hướng xử lý cụ thể. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân luôn quan tâm đến sự nghiệp văn học nghệ thuật, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao vai trò cùng những cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời cũng luôn kỳ vọng vào sự sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật của anh chị em văn nghệ sĩ. Thời gian tới, Hội Văn học Nghệ thuật cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đâu biết nói ra
sẽ thế nào? Ta thương người lắm, người không biết. Người cứ hồn nhiên như mây trôi, thương người từ buổi đầu gặp gỡ, nụ cười tỏa nắng giữa mùa đông. Ta thương người lắm, thương người lắm, chẳng chịu buông. Ta thương người lắm, bàn tay đó nắm bàn tay khác rồi ta buồn, môi kề môi khác mà ta xót. Ôm lấy đời mình trong lẻ loi. Ta thương người lắm, thương người lắm, người chẳng biết đâu, chẳng hiểu đâu. Đêm dưới sao trời ta ngồi đêm có những vì sao trong mắt sâu. Ta thương người lắm, thương người lắm, đời ta cứ lênh đênh như sông. Năm tháng làm sao mà níu được, giữa những cơn đau tan nát lòng. Ta thương người lắm, thương người lắm, thương chỉ biết thương vậy thôi.